phúc ông nào lấy vợ thuộc bốn con giáp này, gia đạo viên mãn, càng già càng giàu. Quý vị thân mến, đối với nhiều người lớn tuổi trong nhà, vẻ ngoại hình của các cô gái không chỉ được xem trọng mà còn là yếu tố quyết định, ảnh hưởng sâu sắc đến duyên số và hạnh phúc của họ trong tương lai. Đây không chỉ là quan điểm cá nhân mà còn phản ánh một phần vận mệnh của các cô gái, nơi một quyết định nhỏ có thể mở ra những hướng đi mới cho cuộc đời họ. Đi sâu hơn vào những tín ngưỡng và niềm tin, trong nền văn hóa truyền thống, hệ thống 12 con giáp luôn chiếm một vị trí quan trọng, với sức ảnh hưởng sâu rộng đến việc dự báo vận hạn và phác họa tính cách mỗi người. Đặc biệt trong vòng tròn ấy, chúng ta không thể không nhắc đến phụ nữ thuộc bốn con giáp tiêu biểu với những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Họ là những người kiên cường, không ngại đương đầu với thách thức, miệt mài lao động và bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, may mắn tài lộc dường như luôn mỉm cười với họ. Sự thành đạt trên con đường công danh không chỉ giúp họ tự thân vững vàng mà còn có thể đem lại nguồn tài chính dồi dào cho gia đình. Theo thời gian, họ càng sống lâu thì càng có cơ hội tích lũy của cải. Hãy cùng chương trình khám phá bốn con giáp mà nếu ông nào lấy vợ sẽ đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình quý vị nhé. Đầu tiên, tuổi Thân. Những quý cô sinh năm Thân mang trong mình bản lĩnh vững vàng và trí tuệ sắc sảo. Họ là những bóng hồng linh hoạt, khéo léo vận dụng sự thông minh và sâu sắc của mình vào từng khía cạnh của cuộc sống. Không chỉ thể hiện vai trò là trụ cột trong việc duy trì nền nếp và sự êm ấm của tổ ấm, họ còn là nguồn cảm hứng và là người cố vấn đắc lực, sẵn lòng đưa ra những lời khuyên tận tâm, sáng suốt cho người bạn đời trong những quyết định kinh doanh, thậm chí trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi đối mặt với những tình huống bất ngờ, căng thẳng, họ tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, sở hữu khả năng giữ vững tinh thần và hành động một cách khôn ngoan, nhẹ nhàng, giải quyết mọi thách thức. Sự vị tha và lòng nhân ái cũng được biểu hiện rõ nét qua cách họ ưu tiên việc hỗ trợ, đồng hành cùng chồng. Không chỉ là người bạn đời mà còn là người đồng hành tin cậy trong mọi vấn đề của cuộc sống. Con gái tuổi Thân với trí tuệ và tài năng của mình thường xuyên góp phần trở thành nguồn sức mạnh vô hình, nâng đỡ và thúc đẩy người bạn đời của mình phát triển, cùng nhau tạo nên những thành công lớn lao và chung sức xây dựng một tương lai tươi sáng, viên mãn. Thứ hai, tuổi Mão. Phụ nữ tuổi Mão với bản tính dịu dàng và hiền lành luôn lan tỏa sự ấm áp và lòng khoan dung trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là với người bạn đời của mình. Họ ít khi để mâu thuẫn hoặc tranh cãi vô ích làm xói mòn tình cảm. Thay vào đó, họ chọn cách thấu hiểu và hỗ trợ chồng mình một cách tận tâm trong mỗi bước đường cuộc sống. Với trí tuệ và sự nhạy bén, họ luôn quan sát và cân nhắc mọi diễn biến, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò là hậu phương vững chắc, bảo vệ gia đình trước những sóng gió của cuộc đời. Đối với người chồng, việc có được người phụ nữ tuổi Mão là một phước lành, một nguồn may mắn không gì sánh bằng. Phụ nữ tuổi Mão không chỉ thông minh, họ còn có năng lực kiếm tiền vô cùng mạnh mẽ. Sự hiện diện của họ là nguồn động viên tinh thần cho các đấng mày râu yên tâm công tác và phát triển sự nghiệp. Nữ tuổi Mão, với bản lĩnh và trí tuệ của mình, luôn toát lên vẻ quyến rũ và tinh tế. Họ như những đóa hoa kiêu hãnh, không những thêm sắc cho cuộc sống mà còn khiến người khác ngưỡng mộ. Người chồng may mắn lấy được họ chắc chắn sẽ có một cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc. Đặc biệt, người phụ nữ tuổi Mão luôn giữ thái độ lạc quan trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Họ vẫn giữ được bình tĩnh, mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã trước sóng gió. Họ sống chân thành với cảm xúc và niềm tin của mình, không bao giờ bị lay chuyển bởi những thăng trầm của cuộc sống, không kể giàu sang hay khó khăn. Thêm vào đó, nếu người phụ nữ tuổi Mão may mắn kết hôn với một gia đình có điều kiện, thì không chỉ sự giàu có của người đàn ông sẽ ngày càng được cải thiện, mà còn giúp cho người bạn đời của họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Thứ ba, tuổi Hợi. Những người phụ nữ sinh năm Hợi, theo quan niệm phong thủy, được cho là những hòn ngọc mang lại may mắn và hạnh phúc, là biểu tượng của sự thuần khiết, nguồn cảm hứng của lòng trung thực và tấm gương của sự nghiêm túc. Vẻ ngoài duyên dáng và phong cách thanh lịch của họ là minh chứng cho sự tinh tế và nguyên tắc sống đáng mến
mà họ theo đuổi. Trong mối quan hệ với người bạn đời, họ không chỉ trung thành và dành trọn vẹn tình cảm, mà còn là những bậc thầy trong việc chăm sóc gia đình, từ việc sắp xếp không gian sống cho đến việc nâng đỡ tinh thần cho người thân. Qua bàn tay khéo léo của họ, mọi không gian trong nhà, từ hành lang đến bếp núc đều trở nên hài hòa và tiện nghi, tạo điều kiện để cả nhà có thêm thời gian chăm lo cho những mục tiêu quan trọng hơn trong cuộc sống. Phụ nữ tuổi Hợi còn là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Một số người tin rằng họ mang một sức mạnh vô hình có thể tiết kiệm cho gia đình mình nhiều năm lao động và nỗ lực, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp của người bạn đời, giúp anh ta vững bước trên con đường thành công. Đối mặt với những thử thách và khó khăn, người phụ nữ tuổi Hợi không chỉ là người giữ gìn hậu phương mà còn là nguồn an ủi, sẵn lòng lắng nghe và cung cấp những giải pháp tâm lý cho người chồng của mình. Họ hiểu biết, nhạy cảm và luôn đặt trái tim mình vào từng lời động viên, giúp người bạn đời của mình đối mặt và vượt qua mọi sóng gió. Khi chồng đạt được thành công, những người phụ nữ này sẽ là tiếng nói của sự điềm đạm, nhắc nhở chồng giữ vững lập trường và không bị lạc lối trong cám dỗ của danh vọng. Họ cũng là bậc thầy trong việc điều hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, đảm bảo sự hòa hợp và yên ấm trong gia đình. Với cuộc đời được cho là đầy may mắn, những phụ nữ tuổi Hợi được mệnh danh là những chiến binh kiên cường của hạnh phúc và thịnh vượng, luôn tỏa sáng rực rỡ trên con đường mà họ đã chọn. Thứ tư, tuổi Dần. Trong bức tranh tổng thể của 12 con giáp, người phụ nữ tuổi Dần chiếm lấy ánh nhìn bởi sức mạnh quyết đoán của mình. Đúng là có những lúc những người phụ nữ sinh năm Dần có thể tỏ ra cứng rắn, thậm chí đôi chút bất hợp lý. Nhưng đó cũng chính là dấu ấn của tuổi Dần, một biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Nữ tuổi Dần được mệnh danh là những người mang vận mệnh rực rỡ, sinh ra để hướng tới một cuộc sống đầy đủ và phong phú. Vì lẽ ấy, phụ nữ tuổi Dần sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân nên học cách mở toang và bao dung. Nếu không, sự thiếu hòa hợp có thể làm xáo trộn cuộc sống. Nhưng nếu có thể tạo nên sự hài hòa và tình yêu thương giữa vợ chồng thì không ngoại lệ, một sự thay đổi tích cực sẽ đến không ngờ. Tuổi Dần không chỉ được biết đến với khí chất mạnh mẽ mà còn là tượng trưng cho sự chính trực, kiên định và đam mê. Bất kể lĩnh vực hoạt động nào, họ cũng thể hiện khả năng tận dụng tối ưu tiềm năng của bản thân để đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Phụ nữ tuổi Dần kiếm tiền với sự dễ dàng, nhưng không chỉ vậy, họ còn mang lại sự ổn định và bình yên cho gia đình. Khi một người đàn ông kết hôn với phụ nữ tuổi Dần, anh ta không chỉ liên kết với một nguồn vận may sâu sắc mà còn gắn bó với nguồn năng lượng vững chắc, vừa có thể thúc đẩy sự nghiệp, vừa đảm bảo một cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, người phụ nữ nếu cơ thể đầy đặn một chút thì chính là một loại phúc khí. Người này có nhân duyên và vận số tốt đẹp, cuộc sống gặp nhiều thuận lợi. Thiên đình là gì? Thiên đình là phần giữa trán, nó tượng trưng cho trời. Trời càng cao càng rộng thì càng tốt. Người xưa có câu, thiên đình bão mãn, đích các phương viên. Ý chỉ đỉnh trán và cằm đầy đặn là người có phúc tướng. Thứ nhất, người có dái tai dày và to. Người có dái tai dày và to thì tài vận, đường tình cảm và vận số của gia đình đều tốt. Đây là đặc điểm điển hình của một người phúc tướng. Người đầy đặn không phải ai cũng có đặc điểm này, nhưng người ta nghiên cứu được rằng xác suất người đầy đặn có đặc điểm này nhiều hơn những người gầy yếu. Thứ hai, người có khuôn mặt tròn đầy đặn. Khuôn mặt của một người đầy đặn thường sẽ có nhiều thịt, đặc biệt là ở khuôn mặt tròn. Những người có đặc điểm này thường có nhân duyên và tài vận tốt lành. Những người này phần lớn đều có tính cách rộng rãi, cởi mở, niềm nở nhiệt tình, rất dễ chiếm được cảm tình của người khác, khiến cho những người ở cùng họ rất nguyện ý, sẵn sàng hợp tác. Thứ ba, người có chiếc cằm đầy đặn. Người phụ nữ có chiếc cằm đầy đặn hay có hai cằm thường là người chu đáo, dễ dàng chung sống hòa hợp với người khác. Nếu là nam giới có đặc điểm này thì thường có tính cách khoan dung đại lượng, nữ giới thường ôn nhu thủy mị. Hơn nữa họ đều rất lo toan cho gia đình. Xét về nhân tướng học, đây là tiêu chuẩn của người chồng tài đức, người vợ hiền lành. Những người có đặc điểm này cũng giáo dục ra những đứa con tốt, vận mệnh tốt,
Về già, họ sống hạnh phúc, cuộc sống yên bình. Thứ tư, người có bả vai dày và rộng. Người đàn ông có bả vai dày và rộng là người đáng tin cậy. Đây là điểm tựa cho phụ nữ. Họ là người gánh vác, đảm đương được trọng trách trụ cột của mình trong gia đình. Phụ nữ có bờ vai nhiều thịt là điều mà nhiều người phụ nữ không muốn. Nhưng những người có đặc điểm này, phần lớn lòng dạ đều rộng rãi, đại lượng, bao dung cho người khác. Họ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà so đo tính toán. Những người như vậy càng dễ dàng tạo dựng sự nghiệp thành công. Thứ năm, người có hông đầy đặn. Xét về nhân tướng học, người có hông đầy đặn sẽ có tài vận tốt, vừa có khả năng kiếm tiền, vừa có khả năng giữ được tiền. Hơn nữa, loại khả năng này còn có thể kéo dài. Điều đáng quý chính là những người này thường rất chững chạc, thận trọng, có nghị lực và kiên trì nhẫn nại. Thứ sáu, người có đôi chân vững chãi. Nhân tướng học cho rằng một người bất luận là nam hay nữ, nếu có đôi chân quá mảnh và gầy thì sẽ lao lực, vất vả cả đời, đặc biệt là đàn ông. Nếu như có một đôi chân quá mảnh sẽ rất khó ổn định cuộc đời. Quan niệm cái đẹp hình thể của ngày nay đã khác xưa, nhưng cho dù là thời nào đi nữa thì một người phụ nữ đức hạnh, lương thiện, ôn nhu, thùy mị vẫn là người phụ nữ được đánh giá cao và cũng là người đem lại phúc khí cho gia đình, bất kể họ có ngoại hình như thế nào. Quý vị ạ, Phật có dạy rằng không phải tự nhiên mà người ta đến được với nhau. Nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ? Trong kinh Phật có nói, người đàn ông và phụ nữ làm gì ở thế giới này là do nhân duyên mà đến. Hai người không có duyên thì sẽ không đến được với nhau. Không có nợ thì sẽ không đến cùng với nhau. Làm phụ nữ, hầu hết đều có phần oán trách chồng. Trường hợp không oán trách chồng chút nào là rất ít. Người đàn ông có thể nói, vợ tôi trách tôi thậm chí còn không biết. Thông thường khi yêu càng nhiều thì hận sẽ càng nhiều. Đó chính là duyên nợ vợ chồng. Theo Phật giáo giảng, để có thể trở thành vợ chồng kiếp này của nhau, cả hai đều phải có duyên tiền định, tức là có mối quan hệ nhân duyên từ các đời trước trong sự tái sinh luân hồi của con người. Duyên nợ vợ chồng kiếp này có được nhờ mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này. Trong đạo Phật thì các kiếp trước và kiếp này là một chuỗi thời gian có liên hệ với nhau. Đó là sự hoán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đi kèm với đức và nghiệp của mỗi người. Điều này được giải thích từ việc con người ta sinh ra ai cũng mang một lượng đức và nghiệp nhất định. Lượng đức và nghiệp này được tích lại do những hành động của mỗi người trong các đời trước. Nếu lượng đức của bạn lớn và lượng nghiệp của bạn ít thì đời này bạn có thể có một cuộc sống tương đối hạnh phúc. Và ngược lại, nếu đức của bạn ít và lượng nghiệp của bạn nhiều thì bạn sẽ gặp khó khăn. Khó khăn đến từ công việc, từ sức khỏe hay từ mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng, con cái và các mối quan hệ xã hội khác. Nếu vợ chồng bạn sống bình yên bên nhau, hẳn là các kiếp trước hai bạn có thiện duyên với nhau. Người này đã làm những việc tốt cho người kia. Và ngược lại, nếu vợ chồng bạn đời này thường xuyên xung đột với nhau, người chồng hay lấn át, bắt nạt vợ hoặc ngược lại, thì đó là do trong kiếp trước một trong hai bạn đã gây ác duyên với người kia, và đến kiếp này thì hoán đổi lại. Nói đến duyên phận vợ chồng, Phật có nói, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, kiếp này mới có một lần gặp thoáng qua. Tương tự như thế, con cái đến với cha mẹ cũng là duyên nợ. Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, đến để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước, tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước, tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có ở kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước. Đây không phải là mê tín, mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ.
con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có bốn loại nghiệp duyên. Một là để báo ơn, hai là để đòi nợ, ba là để trả nợ, bốn là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ ở kiếp này. Có nhiều gia đình, bố mẹ ngay thẳng, thật thà, nhưng lại sinh con cái nghịch ngợm. Hay những gia đình bố mẹ giàu có, lại sinh ra những đứa con phá gia chi tử, ăn chơi đàng điếm, có khi còn vướng vòng lao lý. Tất cả đều có thể lý giải ở hai chữ nhân quả. Tiền buôn bán kiếm được có thể là tiền bất chính, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi, của thiên lại trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ thôi.